Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin giảng các em môn tự nhiên và xã hội 3 sách kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lý xem bài giảng của Khải Liêm liên quan quảng cáo, các xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học chủ đề gia đình, bài số 1 họ hàng và những ngày kỷ niệm của gia đình, từ chương 6 đến chương 11, tự nhiên và xã hội 3 kết nối tri thức của cuộc sống. Trước hết mình sẽ có câu hỏi đầu bài. Nói về một người họ hàng mà em yêu quý, em đã làm gì để thể hiện tình cảm với người đó? Như vậy đây là một câu hỏi mở nha. Như vậy là trong một người trong họ hàng mình mà em yêu quý nhất thì là ai? Các em sẽ kể gì? Được nè. Giờ ở đây thầy sẽ cho ví dụ thôi. Còn các em yêu quý nhất là người nào trong họ hàng của mình thì mình sẽ kể gì? Đúng nè. Vậy câu này các em có thể trả lời như sau. Người họ hàng mà em yêu quý nhất là chú ba. Chú là em trai của bố em. Em rất yêu quý chú. Chú thường xuyên qua nhà chú. Em thường xuyên qua nhà chú chơi, nhà qua lòng chú, ăn cơm với cùng chú, theo chú đi làm vườn, thỉnh thoảng em còn mang đồ ăn ngon qua cho chú nữa. Đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Như giờ ở đây cho ví dụ thôi, ví dụ là các em yêu quý không phải là chú ba, thì dì hai, dì ba gì đó, thì các em sẽ kể gì. Đúng này. Như là em trai của bố của mình sẽ gọi là chú nha. Đúng rồi. Giờ tiếp theo. Giờ số 1. Mình sẽ có câu hỏi số 1. Quan sát cái hình về họ hàng của Quang. Qua trả lời câu hỏi sau. Những người nào sẽ là họ hàng bên nội? Và những người nào sẽ là họ hàng bên ngoài của bạn Quang nha. Giờ mình quan sát hình số 1. Đây là ông bà nội của bạn Quang. Còn hình số 2 là ông bà ngoại của bạn Quang. Còn hình số 3 là gia đình anh trai của bố Quang. Như anh trai của bố Quang thì phải mình thì bạn Quang sẽ gọi là bác. Như bác trai, bác gái và anh chị họ của bạn Quang. Còn hình số 4 là gia đình em gái của mẹ Quang. Như em gái của mẹ thì mình sẽ gọi là dì. Đúng này. Như vậy mình thấy ông bà nội và gia đình của anh trai của bố Hoa sẽ là thuộc về bên nội, còn bên ngoài sẽ gồm có ông bà ngoại của Hoa và gia đình em gái của mẹ của Hoa. Giờ như vậy con này các em trả lời như sao? Như vậy là họ hàng bên nội sẽ là hình số 1 ông bà nội của Hoa và hình số 3 gia đình của anh trai của bố Hoa, còn họ hàng bên ngoài sẽ là hình số 2 ông bà ngoại của Hoa và hình số 4 gia đình em gái của bạn Hoa, của mẹ Hoa. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ phần câu hỏi số 2. Quan sát hình, đọc thông tin và cho biết qua sẽ xưng hô như thế nào đối với những người trong gia đình, cô họ hàng bên nội và bên ngoài. Giờ như là bạn trai này hỏi, bạn gọi các thành viên trong gia đình của anh trai của bố sẽ như thế nào nhỉ? Thì bạn này sẽ nói là mình gọi anh trai của bố là bác trai, vợ của bác trai gọi là bác gái và các con của hai bác thì gọi là anh chị họ. Như anh trai của bố thì gọi là bác trai, vợ của bác trai sẽ gọi là bác gái và con của hai bác thì gọi là anh chị họ nha. Giờ tiếp theo mình quan sát hình số 6 thì mình thấy là hay đây là hai bố con. Người bố nói đây là gia đình dì Lan ở sân chơi, dì Lan là em gái của mẹ con. Như dì Lan chính là em gái của mẹ con. Như là em của mẹ thì mình sẽ gọi là dì. Giờ như là bạn này sẽ nói là cháu chào chú gì ạ? À? À, chị chào em. Như vậy là ở người miền Bắc thì chồng của dì thì gọi là chú nha. Còn ở miền Trung và miền Nam thì chồng của dì thì gọi là dượng. Giờ bây giờ mình trả lời câu hỏi như sau. Như vậy là bạn Hoa sẽ xưng hô với những người trong gia đình hộ họ nhà nội bên nội. Thì anh trai của bố gọi là bác trai, vợ của bác trai gọi là bác gái, các con của hai bác gọi là chị họ. Còn bạn qua xưng hô với những người trong gia đình của họ hàng bên ngoài, em gái của mẹ thì gọi là dì, chồng của dì gọi là chú. Chồng của dì gọi là chú, đây là cách xưng hô của người người miền Bắc nha.
Còn ở miền Nam và miền Trung thì trồng cái gì gọi là dưỡng? Tùy theo các em ở vùng miền nào thì các em sẽ trả lời tương ứng nha. Như vậy là nếu mà các em ở miền Bắc thì các em để là trồng cái gì là chủ. Còn nếu các em ở miền Trung và miền Nam thì các em để là trồng cái gì sẽ là dưỡng nha. Giờ tiếp theo, như vậy là họ hàng bên nội hoặc là bên ngoại bao gồm ông bà, anh chị em ruột của bố hoặc mẹ và con ruột của họ. Ở mỗi vùng miền sẽ có cách xưng hô khác nhau đối với những thành viên trong họ hàng. Như vậy tùy vùng miền thì có thể cách xưng hô nó sẽ khác một chút, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có cơ hội hoạt động. Em hãy nói cách xưng hô. Em hãy nói cách qua xưng hô với các thành viên trong gia đình thuộc họ hàng bên nội và bên ngoại trong sơ đồ dưới đây. Như vậy là ông bà sinh ra bố thì gọi là ông nội bà nội. Ông bà sinh ra mẹ thì gọi là ông ngoại bà ngoại. Giờ anh của bố thì gọi là bác trai. Vợ của bác trai thì mình sẽ gọi là bác gái. Giờ con của bác trai và bác gái mình sẽ gọi là anh họ và chị họ. Giờ tiếp theo là chị hoặc là mẹ, chị hoặc là em của mẹ, chị hoặc là em của mẹ thì mình sẽ gọi là gì? Trong chú gì thì mình gọi là miền Bắc thì gọi là chú nha, còn miền Nam thì các em để là dượng, đúng này. Này tùy thuộc vào các em ở vùng nào nha. Trong chú gì nếu miền Bắc thì gọi là chú, còn miền Nam và miền Trung thì gọi là dượng. Và con của gì thì mình sẽ gọi là em họ. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình kể tên một số thành viên trong gia đình họ hàng bên nội bên ngoại của em nha. Giờ như vậy câu này các em có thể trả lời như sao? Như vậy một số thành viên trong gia đình bên họ hàng bên nội của em, ví dụ là ông nội, bà nội, bác trai, bác gái của em không. Một số thành viên trong gia đình họ hàng bên ngoại sẽ gồm ông ngoại, bà ngoại, cậu hai, mợ hai, cậu hai của anh Quy chẳng hạn. Đúng không? Ở đây thầy cho quý dụng coi nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài Giờ tiếp theo là câu số 3, em thường làm gì để thể hiện tình cảm của mình đối với họ hàng của mình? Như vậy là thì em thường làm gì để thể hiện tình cảm đối với họ hàng của mình thì các em sẽ kể ra. Ở đây thầy sẽ cho ví dụ thôi nha. Ví dụ như là câu số 3 các em có thể trả lời như sau. Em thường giúp đỡ các bác, các dì làm việc nhà như là quét nhà, dọn rau, chơi cùng với các anh chị em họ, tặng quà cho anh chị em họ vào ngày sinh nhật và hỏi thăm sức khỏe họ hàng của mình. Giờ trả lời xong câu số 3 mình sẽ tiếp phần bài. Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát hình số 8. Hình số 8 thì mình thấy đây là hai gia đình đang tổ chức một buổi sinh nhật. Thì mình thấy là người dì này đang nói là đây là tấm thiệp em tự làm để tặng cho chị đấy. Giờ người em nói là em chúc mừng sinh nhật vui vẻ chị. Còn chị nói là thiệp đẹp quá, cảm ơn em nha. Như đây là hai nhà, hai gia đình đúng này.
Thì họ hàng của nhau thì mình có thể là nếu mà có dịp sinh nhật thì cái hai gia đình có thể là tụ tập lại ăn uống để tổ chức sinh nhật cho các bạn đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát hình số 9 thì mình xem thì đây là chúc Tết thì người bán này nói là năm mới bác chúc cháu chăm ngoan học giỏi nha. Giờ còn bé này thì nói là cháu cảm ơn bác ạ, năm mới cháu chúc hai bác mạnh khỏe ạ. Như vậy là họ hàng của mình thì mình có thể là đi chúc Tết đầu năm luôn nè. Như vậy là bố của anh trai thì mình sẽ gọi là bác và bác trai. Giờ vợ của bác trai thì mình gọi là bác gái. Giờ tiếp theo mình sẽ viết cách xưng hô hoặc là dán ảnh các thành viên trong gia đình của họ hàng bên nội bên ngoại của em theo sơ đồ gợi ý dưới đây. Giờ như mình sẽ điền vô các em có thể là ghi ghi thêm vô cho hoàn chỉnh cái sơ đồ này. Như vậy ông nội thì sẽ đi với bà nội đúng không? Giờ bà ngoại sẽ đi với ông ngoại. Giờ bố mẹ. Như vậy là bố anh của bố thì mình sẽ gọi là bác cha. Giờ còn vợ của bác trai mình sẽ gọi là bác gái. Giờ con của bác trai bác gái mình sẽ gọi là anh họ chị họ. Giờ tiếp theo là mẹ. Thì em chị hoặc em của mẹ thì mình sẽ gọi là dì đúng không? Giờ em thì có thể là có thêm chị hoặc em trai hoặc em gái gì đó. Ví dụ như là các em có em trai thì mình để em trai, còn nếu có em gái thì mình sẽ để em gái đúng không? Giờ như là mình hoàn thành xong sơ đồ nha. Giờ hoàn thành xong sơ đồ mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi số 1. Quan sát cái hình về gia đình Minh và cho biết sự kiện nào đã diễn ra. Mình quan sát hình số 11 thì mình thấy là hai bố con đang dự lễ khai giảng gì đúng không? Thì người bố hỏi là hôm nay đi khai giảng con thấy thế nào? Thì người con nói là con rất vui được đi học lớp 1 ạ. Đúng không? Như vậy đây là lễ khai giảng năm học mới đúng không? Giờ còn hình đây là mình thấy là người mẹ và một em bé nhỏ. Giờ Minh thì đang nghĩ trong đầu là mình có em giờ kết quả. Như đây sự kiện là mẹ của Minh sinh một em bé. Minh có em giờ trong này. Giờ như mình trả lời câu hỏi số 1 như sau. Như vậy là hình số 11 thì các em để là khai giảng năm học Minh vào lớp 1 đúng này. Giờ còn hình 12 thì là mẹ Minh sinh em bé, Minh có em, đúng nè. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình qua tiếp câu số 2, quan sát được thời gian về các sự kiện quan trọng của gia đình Minh và cho biết. Như vậy là tên và thời gian diễn ra các sự kiện đó, thứ tự của các sự kiện trên đường thời gian. Giờ mình quan sát đây là đường, sự kiện và thời gian. Như vậy là năm 2009 là đám cưới của bố mẹ mình. Năm 2014 thì Minh sẽ được sinh ra. 2018 thì mẹ của Minh sẽ sinh em bé. Và 2020 thì mình bắt đầu học lớp 1 đúng không?
Giờ như là quan sát xong mình trả lời câu hỏi như sao? Như giờ tên và thời gian diễn ra các sự kiện thì năm 2019 là đám cưới của bố mẹ mình, 2014 là Minh được sinh ra, năm 2018 thì mẹ của Minh sinh em bé, và 2020 là Minh bắt đầu học lớp 1, đúng không? Thứ tự của các sự kiện trên đường thời gian là sự kiện thứ nhất là vào năm 2009, sự kiện thứ hai vào 2014, sự kiện thứ ba năm 2018 và sự kiện thứ tư là của năm 2020, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp vào bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu hỏi hoạt động. Câu số 1 kể về một ngày kỷ niệm hoặc sự kiện quan trọng với gia đình của em. Như vậy là các em sẽ nhớ là một ngày kỷ niệm hoặc sự kiện quan trọng với gia đình em. Là ngày gì thì các em sẽ kể ra. Sau đó câu số 2 mình sẽ vẽ đường thời gian về một số sự kiện quan trọng của gia đình em. Nhận xét sự thay đổi của gia đình em qua một số sự kiện theo thời gian. Như vậy sự kiện quan trọng nhất trong gia đình mình chắc chắn là sự ra đời của mình, của em, của mình sinh ra, đúng không? Như vậy câu hỏi này các em có thể trả lời sao? Như vậy là ngày 28, 26 tháng 8, các em sinh ngày nào thì các em để ra. Ngày 26 tháng 8 là ngày sinh nhật của em. Vào ngày này gia đình em thường tập trung đông đủ với nhau để tổ chức cho em một bữa sinh nhật nho nhỏ. Mẹ em làm bánh kem và nấu cái món ngon, bố em trang trí nhà cửa, họ hàng tặng cho em những món quà rất ý nghĩa, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1 mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ câu số 2 thì mình sẽ điền cái dòng sự kiện, thời gian sự kiện. Ví dụ như là năm 2014 thì em được sinh về, đây là một sự kiện rất quan trọng nha. Giờ tiếp theo là năm 2016 thì lần đầu tiên cả gia đình đi chơi xa, đúng không? Giờ tiếp theo là năm 2020. Thì em học lớp 1. Đúng rồi. Đây là cái sự kiện quan trọng của gia đình của mình, đúng rồi. Như vậy là người ta hỏi là nhận xét về sự thay đổi gia đình em qua một số sự kiện. Như là câu này các em có thể trả lời như sao? Như vậy câu số 2 các em có thể trả lời tiếp là gia đình em trở nên gắn bó với nhau và yêu thương nhau hơn. Em được sinh ra mang đến tiếng cười và niềm vui cho gia đình, bố mẹ em trở thành những người có trách nhiệm của gia đình hơn, đúng không? Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi. Nếu em là bạn gái trong tình huống sau, em sẽ bày tỏ tình cảm và sự quan tâm đối với bố như thế nào nhỉ? Giờ như là mình sẽ quan sát hình số 13. Thì ở đây là người bố nói là bố đã nhận công việc mới rồi nhé. Người mẹ nói khá là đúng với mong muốn của anh giờ. Như giờ lúc này là nếu em là bạn gái trong tình huống này, thì em sẽ bày tỏ tình cảm và sự quan tâm đối với bố như thế nào? Như vậy là mình có thể quan tâm bằng cách như là chúc mừng bố của con, chúc bố luôn cố gắng nỗ lực và đạt nhiều thành công trong công việc hơn nữa ạ. Đúng không? Đó là cách các em sẽ quan tâm với bố, đến bố của mình. Đúng không? Như vậy câu hỏi này các em có thể trả lời như sau. Nếu em là bạn gái trong tình huống đó, em sẽ chúc mừng và động viên bố trong công việc, chúc mừng bố của con, chúc bố luôn cố gắng nỗ lực và đạt nhiều thành công trong công việc hơn nữa nhé ạ. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp không bị gì.
Giờ tiếp theo, mỗi gia đình đều có những ngày kỷ niệm qua những sự kiện quan trọng. Qua thời gian thì các thành viên trong gia đình ngày càng gắn bó yêu thương nhau hơn. Thì mình quan sát hình bên đây thì cả nhà mình bên nhau thật là vui đúng không nè. Như vậy, gia đình đây là gia đình ba thế hệ, sẽ gồm có ông bà, bố mẹ và các con. Thì cả nhà sẽ rất là vui khi đoàn tụ với nhau đúng không nè. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các khách giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho ông bà cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.